Hiện nói đi chợ có nói vui à. Thì quay nến chỉ rứa thôi chứ có gì đâu em. Thật ra vậy thấy đi đi mà đi nơi nào mà kiểu đi đi đông kia, đi đông vui đồ quậy nhảy giỡn đồ vui. Mình đi nước gì thấy mà sướng à. Kệ đi cho biết. Chị Loan, chị Loan làm hộ chiếu online không? À, kêu làm đây. Em có làm, em làm này cũng rất mỏi. Làm nhưng mà mình phải đi xuống đó mà. Không, làm online là chỉ cần gửi cái thực tế căn cước công dân với mã số điện thoại chính chủ này làm đó. Ô, hai rứa. 46 nữa. Ừ, hình ảnh đồ thứ cho người con làm tại nhà chị. Ô, hai rứa. Dạ. Không cần có con của em luôn mà. Sao em hỏi là có làm được người Đà Nẵng không, biết ở ngoài quê em đây. À. Chỉ có người mà bị mất thổ chiếu kìa mới lây nó mới ấy, chứ còn mà làm mới lại thì làm ở nhà được. Nói chung là có căn cước công dân nên là vừa làm việc. À, chị thích làm rồi cha cho nó khỏe. Nhưng mà ý là họ gửi về đây cho mình à? Dạ, ừ. Chị làm dịch vụ thì họ gửi về luôn. Gửi về tận nhà luôn. Em định làm đây. Cái đó mỗi lần về quê nhắc đi. Mà cái nó chị làm dịch vụ cũng được cũng không, chị tự đăng ký vậy làm cũng được. Không, chị xuống dưới chị làm cũng nhanh mà. Ừ, tự làm cũng khỏe mà. Người á, như chị chỉ phải về quê người chụp hình, chụp đồ đúng không? Mình không phải, mình phải đi ra tiền chụp hình. Chị cần chị, em đứng ở giữa bức tường trắng em chụp phòng thôi. Phải đi ra tiền thôi. Đi cầm thường chụp nét rồi. Ừ, chị, em đứng dựa vô cái tường trắng đó. Em mặc cái bộ áo trắng em chụp thôi gì đâu. Cái đồ áo ạc bị tây của ta kìa. Ạc bị tây. Cũng màu trắng. Áo blue đó. Ủa thì đang chị phải về quê chị. Mà chị làm online thì nếu mà online thì chị làm gì chị nói, nếu làm trực tiếp rồi. Không, bữa nay hắn không làm trực tiếp nữa. Bữa nay chỉ có trẻ dưới 14 tuổi với lại người già trên 60 tuổi mới làm trực tiếp thôi. Chứ còn gọi là online bắt buộc online. Cái là bữa thì vẫn làm trực tiếp chị nhớ. Vẫn làm online hết á, không làm trực tiếp. Nhưng mà hắn làm online nhưng mà tới đó chụp hình mà. Không, chị chụp ở nhà vẫn được, em chụp ở nhà mà. Em làm ở nhà vẫn được luôn, không em cần đi luôn. Luôn. Không cần đi luôn. Không cần luôn chị. Không, em là phải lên bởi vì em bóng mắt. Em bóng mắt trong vòng 48 tiếng là em phải xuống em báo chứ không thôi là phạt hành chính em. Ý tự mình làm online vẫn được hả? Vẫn được chị. Không có cái ái đăng ký gì vậy mà. Nhưng mà cái điện thoại của chị á, hắn phải đổ qua cái căn cước công dân, cái số điện thoại á. Hắn phải đổ qua cái mạng công cước công dân. Đó. Chứ còn mà là ra nhà mạng đổ qua thành số căn cước công dân chị phải đổ mà. Bởi vì tất cả những cái hồ sơ gửi về là sẽ gửi vô số điện thoại của em hết mà, bỏ mặt mà. Chưa hiểu lắm. Bình thường cái số điện thoại mình là đăng ký bằng số chứng minh á gì không? Giờ phải đổi qua đăng ký bằng căn cước công dân. À. Thì mình ra đó mình đổi luôn được. Chị ra nhà ra mạng. Ra mạng chị mạng mobile ngay chỗ Nguyễn Văn Linh này. Bữa ừ, cũng cần dễ. Nhanh ổn mà. Em cái thẻ ngân hàng em còn chưa đổi nữa cho nên nó căn cứ số điện thoại. Xin lỗi đi cấp cửa nó chưa lắm. Thì chưa làm nó khỏe hơn. Mày coi chừng á ngày bữa mày không là thành là ấy đó. Hắn cho mày, hắn cho mày chỉ trong vòng 2 năm thôi. Mà hồi trước giờ là gần 2 năm rồi đó con.
Rồi. Tái cho ai làm việc mấy? Chứ chị thấy mày về quê miết mà đang rửa hàng. Ấy là sợ xấu. Lý do đó là hằng. Đó là lý do của em á. Thì cái này ta thấy đâu cần thế. Chị đâu cần cái nó đâu hề. Đẹp cái gì ở trên mạng ảo là được rồi. Giấy tờ đâu có liên quan ra. Chú ý đẹp vậy mà nó vô tay mấy thờ chụp hình đó, nó còn xấu á. Để xí ta được dân mình mày là răng mà. Người ta thấy mày cũng giống rứa mà. Mày vô ta mày mới thay đổi chứ. Chụp ra sự thật rồi còn la nữa. Trời, giống như cái điện thoại mình đứng là mình chụp thâu, mình rứa, mình rứa thâu chứ đâu. Nè, cái bà mà Phi Thanh Văn ấy, bữa nay bà mập cái này. Phi Thanh Văn mà cô ấy sao xí nhìn ghê thiệt luôn. Không nhìn ba kia giống với bà thôi chứ có gì đâu. Cái mặt ba bự. Nhìn ngoài cũng nó nhìn ngoài được hơn nhìn trong mình mấy người sữa. Người rứa cầm thêm cái giọng nói. Giọng nói ba răng à, quen cha. Đi ra là chảy nước à? Nước phải nó rõ. Nè, được cái nữa không? Tâm mò đóng phim, đóng đồ.